Chào mừng tất cả các bác đến với shop Hiếu Minh Auto, một cơ sở tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở uy tín gần 3 năm nay với một kênh chuyên bán và review những sản phẩm chất lượng, những sản phẩm bãi, sản phẩm mới với giá cả hợp lý. Các bác hãy đăng ký kênh, hiện tại em đang quay trên kênh mới của Hiếu Minh. Hãy đăng ký và share để các bác cùng biết cũng như mua cầu mua sắm cho mình những sản phẩm âm thanh. Và cũng đầu video em nói luôn thì hiện tại bên cửa hàng Minh cũng từ lâu đã có những chương trình trả góp từ xa và trả góp tại cửa hàng. Thì các bác anh em có nhu cầu mua sắm cho mình những thiết bị dàn hoặc những thiết bị lẻ thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình, cũng như anh em có nhu cầu mua sỉ thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng. Và quay vào video ngày hôm nay, em trân trọng được test chất loa, nó dòng loa Akai, dòng loa của Nhật Bản, dòng loa full luôn nhá, loa full của Nhật, nó dòng loa Akai mã hiệu là PF10. Và cũng báo cáo bác thì đây là dòng loa đời cao nhất trong dòng loa bát 25 của Akai, vì dòng này sở hữu cho mình thân hình đó là sử dụng thùng cân và sử dụng cho mình một cái bộ ruột rất là đồ sộ, đó là một cái bát từ sử dụng từ 200 và một củ chép bằng titan, chép kèn titan phễu bằng thép bác nhé. Đó là một điều em nhấn mạnh trong video này. Và trước khi em sẽ test chất âm đối dòng loa này, một lần nữa các bác cùng đi vào nhìn lại phần nội thất cũng như là phần hình dáng của cặp loa và em đã mở sẵn bên cạnh đây. Và để test chất âm với cặp loa này, em đang phối ghép với một cục đẩy LA Rufan LA800, một dòng đẩy cho chất âm rất là sáng, sạch, độ bền cao để có thể đánh được tối đa hai cặp bát 30. Như các bác thì em đang đấu hai đôi Akai này có thể đánh được hai cặp bát này. Đôi Akai bát 25 này nó có thể đánh, nó tương đương với cặp 30 thông thường, đánh cực quý lực. Và cái mức giá cũng chỉ rất là dễ chịu cho bác muốn sử khi sử dụng cho mình cặp loa Akai, dòng loa của Nhật Bản, cũng như là giá chỉ tương đương một cặp bát 30 hàng loại 1 thông thường của các bác mua trên thị trường thôi. Và quay vào phần nội thất thì bác cùng nhìn. Như hôm qua đã review các bác, con cái loa Akai sử dụng một cái bát từ cực khủng, đó từ sử dụng bán kính từ 200 cm, ở đây là 20 cm, gọi là 200, từ 200 nhé, từ 200 cực kỳ khủng, gần hết kịch căng tay em, căng tay nó dưới 223. Hàng nguyên bản zin, phần đeo phần keo nhện, phần côn, các bác cùng xem, nó hơi lặng nên em sẽ không đỉnh ngửa thì em không lật được. Sử dụng gân nhựa tẩm dầu hai lớp, vẫn còn dưỡng dầu, dầu vẫn còn khá mềm. Và cũng báo cáo bác thì trên thị trường thì những sản phẩm bản loa Akai hàng bãi có những bản như hiện tại em đang review cho các bác trong video ngày hôm nay, trên kênh mới ngày hôm nay, thì những cặp loa Akai đây là có thể nó là có 102 lần đầu tiên xuất hiện trước mắt màn ảnh nhỏ các bác. Trên thị trường thường anh em về những cái bản đời thấp hơn thì công suất nó nhỏ hơn, thì đôi bản Akai này nó sử dụng đây là công suất lên đến củ bát của nó lên đến 400W ở độ trở 8 ohm, 400W nó cực kỳ gấu và khủng, công suất rất là khủng. Và sử dụng củ chép lớn, củ chép này cũng rất là lớn, nó to hơn so với những củ bát chép và cổ dòng bát 30 thông thường như kẻ 6012 hay DK các bác hay để kênh. Củ chép cực lớn, bác nhìn cái củ chép em để cạnh là bác biết rồi. Và cái điều quan trọng nó rất là xịn sò ở cái đặc điểm đây, bác nhìn này, đời 2013 nhé, đời 2013. Củ chép này nó sử dụng viền phíp ở đây, nó cái mặt này không phải bằng nhựa nhá, bác nhỉ, cái mặt bằng viền cái phễu này, này quan trọng phễu nữa này, cái phễu này nó bằng thép bác nhá, đấy chống vỡ, bác nhìn rất là nặng em đấy, còn có nghe nó nặng quá nó đổ nghiêng cái con cái, các bác nhìn đấy, đó là cái điểm em review. Và cái thứ hai, những sản phẩm loa của Nhật nói chung thì bác cùng nhìn, thì dòng loa của Nhật thì đối với dòng loa này là dòng loa sử dụng là thùng ván ép chống nước, các bác gửi quang quật ngoài trời thoải mái cho dù sử dụng những dòng loa monitor, loa trợ lời, hoặc các bác có thể dùng gia đình. Một cặp này các bác có thể hát ở trong không gian khoảng 30m2 bác nhé, các bác sẽ nghe trong ngay trong video đoạn cuối em sẽ test chất âm. Và một điều nữa là các bác lưu ý, những sản phẩm loa của Nhật thì nó sử dụng đây là phân tần, thì ở con loa này nó sử dụng là phân tần rối anh em nhé, phân tần rối này, phân tần rối. Và cái một cái điều đặc điểm rất là kỳ công nữa đó là những dòng loa của Nhật các bác biết rồi, những dòng bow nó sử dụng là dây cuốn, những dòng peeler phân tần rối là hàn bằng tay làm thủ công, thì đối với cặp loa full này cũng vậy, nó sử dụng đây nó là phân tần làm bằng thủ công, đó là hàn bằng tay thôi nhé, vì cái máy thì không thể làm đây được. Bác nhìn này, tất cả các điểm của nó là điểm quấn, em quay ở những video trước có rất là rõ rồi, điểm quấn này, điểm quấn từng từng sợi vào, xong họ rất cẩn thận, họ bơm keo
Ở đây nó thuộc dạng keo, ở đây nó là keo em quên quên mất cái tên rồi, nói chung là bông keo. Đấy, các bác dễ nhận biết. Rất là gấu, phân tần rất gấu như đây. Đây, đấy, sử dụng này, hai cuộn cảm lớn nhá, một con tụ to. Nó to phải to bằng nói không quá, nó to bằng ba ngón tay của em. Một con tụ to bằng ba ngón tay bác nhá, nhỉ. To như con tụ lọc của đẩy, tụ bằng vàng này. Em quay từ hôm qua em các bác xem rồi. Một con trở này, một con tụ nhỏ nữa. Chúng vân tần rối hàn rất kỳ công, cả tỉ mỉ. Đó đặc điểm của dòng loa này. Và bông tiêu âm nó nhiều. Một dòng loa bass 25 những bông tiêu âm nó xếp từ tép xuống bờ xuống bát. Bông tiêu nhiều và sử dụng bông này bông chắc là bông thủy tinh, em sẽ rạch ra xem những bông thủy tinh, nhìn kiểu bông này bông thủy tinh. Và bông thủy tinh này nó sử dụng đây bác nhìn này, bông nhiều thế này. Nó sử dụng đắt dòng loa Nhật rất rất là hay sử dụng bông thủy tinh. Cho nhiều bông như vậy thì nó sử dụng đây là cho tiếng bass và tiếng chép nó sáng và sạch. Nó thoát nó tiêu hết âm sạch của tiếng chép, tiếng bass thì nó rất là sâu. Và cũng em sẽ đi vào vấn đề luôn, em sẽ test chất âm đối dòng loa này kể với các bác cùng nghe về công lực của dòng loa này. Với công suất thông thường của dòng loa này, bình thường những dòng loa anh em hay review ở những đời thấp hơn thì nó sử dụng là e căng nó khác và công suất nó nhỏ hơn, chỉ đạt khoảng hơn 200W đối dòng bass 25 thôi. Nhưng đối con này nó sử dụng công suất bình thường nó đạt khoảng 350W rồi, và khi cực đại nó lên đến khoảng 500-600W, công suất rất là mạnh của dòng bass 25. Và con loa này một điểm nhấn mạnh nữa là rất là nặng các nhá. Nó có cái bộ ruột nó rất là đẹp trai, ở đây phải sự từ đẹp trai và sự hoàn hảo của bộ ruột. Và cái con loa này nặng MB nhiều khi rất là nặng hơn cả cái con CF dưới kia mà em đang chỉ tay vào các bác, con CF chính hãng CF LV 12 rất là nặng vì sử dụng cái từ này các bác biết rồi. Và bây giờ em sẽ tiến hành test chất âm để các bác cùng lắng nghe đối với dòng loa Bass 25 này, một dòng loa hát karaoke cho các bác có thể hát ở trong không gian từ 25-30 m², rất là vô tư và chất âm rất là sạch và hay. Và cái mức giá chỉ có trên 5 triệu đồng, cái giá có thể nói là chỉ bằng một đôi loa loại 1 Trung Quốc, đôi loa loại 1 Trung Quốc bên cả mình đang bán những dòng loa JBL6012 leo thì giờ 602 thường đã rơi vào khoảng độ này trên 6 triệu đồng rồi. Thì bác sử dụng cho mình với mức giá trên 5 triệu đồng, bác sử dụng cho mình cặp loa chất lượng, chất âm cực hay và là hàng xịn của Nhật. Đấy, một điều em nhấn mạnh lại các bác cùng xem. Và bây giờ em sẽ tiến hành test chất âm luôn. Ở đây em sẽ vặn đẩy. Ở đây em test chay thôi nhá. Em tắt chay con đẩy để bác cùng xem luôn cái chất của đẩy ra, và cái thứ hai là xem của chất của cái đôi loa này nó như thế nào, mà không cần qua một thiết bị xử lý gồm là giải mã hay là lọc hay là lâng. Ở đây là cửa hàng bên Hướng Minh, vừa rất là muộn rồi, giờ 9 giờ tối rồi, em ra tranh thủ quay review sản phẩm. Thì hiện tại bên cửa Hướng Minh đang có mặt tại cơ sở 1 đây, 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì hiện tại vừa rất là muộn nên đường xá cũng vắng vẻ hơn một chút thôi nhé. Vẻ đường
mặt đường Quang Trung bên Hoàng Minh thì đang đối diện đây là nhà ga đường sắt trên cao La Khê các bác nhé. Đây bên cạnh đây là nhà ga này. Đây là cây xăng, một cơ sở uy tín tại Hà Đông Hà Nội để các bác vừa đến với mua sắm cho mình với rất nhiều thiết bị dàn, rất nhiều các dòng loa karaoke, loa nghe nhạc, dòng loa phun bãi. Em các bác đăng ký kênh để cập nhật nhất những sản phẩm mới nhất về phụ bác. Đây có cái loa có thể rất là lý tưởng trong tầm giá để phục vụ các bác. Mời các bác sử dụng cho mình cặp loa chính hãng và chất âm hay. Thì đây là mức giá có thể nói là khi bác mua một sản phẩm mới mà những dòng loa như của Akai này thì mức giá nó chơi khoảng trên 10 triệu đồng. Thì bác mua sản phẩm bãi giá nó êm hơn, mà cặp loa em đây là cặp loa tuyển chọn, hàng còn rất là đẹp. Và đây là cái điều quan trọng, đây là nó sử dụng gân và rất là bền. Đấy. Nói đến trên loa biết rồi. Thì mình cũng là người Việt Nam và thật sự luôn là để mình mua những cặp loa chính hãng mới thì giá nó khá là cao, chỉ có nhà bác có điều kiện có mua. Còn khi bác trong tầm tiền thì bác nên lựa chọn cho mình những cặp loa ưng ý, thì đây là có thể nó là cặp loa lý tưởng mà cửa hàng Hiếu Minh muốn review cũng như là muốn hướng đến khách hàng. Và xin thân ái chào tạm biệt các bác và hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo, cũng như các bác hãy đăng ký kênh, ủng hộ, like, subscribe cho kênh của Hiếu Minh. Và xin thân ái chào tạm biệt ạ.